Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu năm 2021. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 năm 2021 quy mô toàn quốc với sự tham gia của 14 tỉnh được tổ chức tại Lai Châu từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 12 là một sự kiện văn hóa quy mô lớn đáp ứng nguyện vọng của đồng bào dân tộc Mông tại các địa phương nói riêng, của đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại tỉnh Lai Châu và các tỉnh bạn nói chung. Được giao lưu xây dựng tình đoàn kết và giới thiệu những nét bản sắc trong văn hóa dân tộc Mông trên mọi miền cả nước với nhiều hoạt động. Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc, các hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng trong khuôn khổ ngày hội, các hoạt động triển lãm văn hóa du lịch ẩm thực, thi đấu các môn thể thao, trưng bày quảng bá sản phẩm ô cốp. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu năm 2021. Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Sáng ngày 21 tháng 12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị còn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương dự hội nghị. Tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế xã hội, tuy nhiên, ngành tư pháp đã bám sát chương trình kế hoạch công tác, các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ để kịp thời xây dựng, ban hành và điều chỉnh các chương trình, kế hoạch và điều hành thực hiện quyết liệt các nội dung nhiệm vụ của ngành. Việc tổng kết thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Đảng trong các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý nhà nước đều đạt kết quả tốt. Chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, chất lượng hồ sơ đề nghị xây dựng, dự án dự thảo được cải thiện tốt hơn. Đã giải quyết được số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, công chứng, chứng thực gắn với việc hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong năm, Bộ Tư pháp tổ chức pháp chế các bộ, ngành đã tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền, trình Quốc hội thông qua 2 luật, 5 nghị quyết và cho ý kiến vào 5 dự thảo luật. Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng tình với kết quả công tác tư pháp toàn quốc trong năm 2021. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã quyết liệt trong việc chỉ đạo công tác vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hoàn thiện thể chế, đặc biệt là thể chế hóa các đề án, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Trong năm qua, tỉnh Lai Châu đã ban hành 55 văn bản tập trung vào việc phát triển nông nghiệp, phát triển rừng và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa gắn với du lịch. Sau khi các cơ chế chính sách quy định được ban hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cũng đã chú trọng chỉ đạo việc tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bố trí các nguồn lực để đảm bảo thi hành. Quan tâm đôn đốc kiểm tra, điều tra, khảo sát và xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề xuất với Bộ Tư pháp cần thu hẹp hình thức văn bản hướng dẫn, giảm thiểu cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ra soát loại bỏ các quy định hiện hành quá nhiều thủ tục như đầu tư, điều kiện kinh doanh, điều kiện cấp phép, ra soát việc áp dụng quy định thiếu thống nhất ở các địa phương, ban hành cơ chế mở để các doanh nghiệp sáng tạo, bứt phá, linh hoạt trong việc đầu tư kinh doanh, thực hiện công tác phân cấp phân quyền theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành đề án thí điểm nuôi trồng dược liệu dưới tán rừng. Đề nghị tăng mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Điều 59, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP. Sáng ngày 21 tháng 12, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức họp khẩn. Đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí thành viên Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thành viên Tổ tư vấn Phòng chống dịch COVID-19 và đại diện 4 chốt kiểm soát COVID-19 của tỉnh. Tại cuộc họp, Sở Y tế đã báo cáo kết quả triển khai các biện pháp phòng chống dịch đối với ca bệnh được phát hiện ngày 20 tháng 12 năm 2021. Theo đó, với bệnh nhân 1.554.810, qua điều tra ghi nhận có 42 F1, 574 F2. Tất cả F1, F2 đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Kết quả 100% F1, 456 F2 đều có kết quả xét nghiệm âm tính, còn 118 F2 đang chờ kết quả. Với bệnh nhân 1.556.557, đến nay xác minh được 147 F1, 1.104 F2, trong đó có 4 F1, 513 F2 đang chờ kết quả.
Các F còn lại đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Sở Y tế đề xuất phương án cách ly y tế, F1 cách ly tập trung tại nhà hoặc khách sạn trong thời gian 7 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với F0. Đối với F2, cách ly tạm thời tại nhà khi F1 có kết quả xét nghiệm âm tính và F2 âm tính sẽ chuyển sang chế độ tự theo dõi sức khỏe. Để làm tốt công tác phòng chống dịch cho việc tổ chức ngày hội văn hóa Mông, cần kiểm soát chặt chẽ người trở về từ vùng dịch, người nhập cảnh. Trong cuộc họp, các sở, ban ngành, các huyện, thành phố, các chốt phòng chống dịch tham gia phát biểu, thảo luận tập trung vào phương án đón tiếp, xét nghiệm các đoàn tham dự ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3, phương án bố trí công chức viên chức tham gia tiếp đón các đoàn tham dự ngày hội. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Y tế thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, tổ chức xét nghiệm nhanh, tiếp tục phát huy vai trò tổ COVID-19 cộng đồng để nắm được tình hình, biến động của công dân từ vùng dịch trở về, đặc biệt là các tỉnh thành phía Nam và Hà Nội. Đề nghị các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo cán bộ công nhân viên chức có biện pháp phòng chống dịch sau khi đi công tác, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, tại cơ quan áp dụng 5K, chủ động xét nghiệm. Các chốt kiểm soát COVID-19 siết chặt quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp khai báo không trung thực. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra soát cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ ngày hội, có phương án ngay để thay thế đảm bảo nguồn nhân lực. Tổ chức xét nghiệm cho các cán bộ phục vụ ngày hội văn hóa dân tộc Mông trước ngày 23 tháng 12 năm 2021. Sở Văn hóa phối hợp với các tỉnh lấy danh sách gửi các chốt để cập nhật vào phần mềm, phân công cán bộ đón tại chốt đưa về nhà nghỉ khách sạn, đồng thời đề nghị Sở Y tế bố trí đảm bảo nguồn nhân lực test COVID-19. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu thông cáo báo chí về việc ghi nhận 2 trường hợp thứ 48 và 49 dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch lần thứ 4. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu thông cáo báo chí về việc ghi nhận 2 trường hợp thứ 48-49 dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch lần thứ 4. Trường hợp số 48 NTT, mã số BN 1.554.810. Thông tin chung, họ và tên NTT, sinh năm 1988, địa chỉ thường trú phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Nơi ở trước khi về địa phương, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Đã được tiêm phòng 2 mũi vaccine. Yếu tố dịch tễ, ngày 13 tháng 12 năm 2021, công dân cùng 4 người khác đi thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ngày 16 tháng 12 năm 2021, di chuyển về tỉnh Lai Châu qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Khoảng 8 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2021, công dân nhận được thông tin chủ nhà nghỉ ở thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 11 giờ cùng ngày, công dân được làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến 15 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2021, công dân có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2 và được cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh. Trường hợp số 49 PNP, mã số BN 1.556.557. Thông tin chung, họ và tên PNP, sinh năm 1969, địa chỉ thường trú, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, đã được tiêm 2 mũi vaccine. Yếu tố dịch tễ, ngày 13 tháng 12 năm 2021, công dân đi công tác tại tỉnh Lào Cai. Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2021, công dân từ tỉnh Lào Cai về tỉnh Lai Châu. Ngày 17 tháng 12 năm 2021, công dân có biểu hiện ho, người gai rét. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2021, công dân đi làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2 và được cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh. Các biện pháp đã và đang triển khai. Tuyên truyền vận động nhân dân không hoang mang lo lắng quá mức, đồng thời không lơ là chủ quan khi đã tiêm đủ liều vaccine, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, nhất là đeo khẩu trang, tự giác khai báo y tế, hạn chế tập trung đông người. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm có liên quan đến ca bệnh để được tư vấn hỗ trợ và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Đề nghị nhân dân có tiếp xúc liên quan đến các công dân trên kịp thời thông báo cho cơ quan y tế nơi gần nhất hoặc theo số điện thoại đường dây nóng 02133-791-864 hoặc 0987-436-305 để được tư vấn hỗ trợ. Ngày 20 tháng 12, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Khánh, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành tại huyện Than Uyên. Qua kiểm tra giám sát, huyện Than Uyên có 12 đơn vị hành chính, dân số trên 68.800 nhân khẩu, trú tại 131 bản.
hiện có 11 trên 11 xã có quy hoạch chung, xây dựng xã được phê duyệt trong đồ án có lồng ghép cả điểm dân cư nông thôn và quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã. Huyện có 2 đồ án quy hoạch được phê duyệt, tất cả quy hoạch được cắm mốc giới phục vụ công tác quản lý và nhân dân được biết. Thực hiện đồ án quy hoạch được duyệt, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các dự án phát triển quỹ đất, tạo các khu dân cư mới như chỉnh trang đô thị khu 5A, 7B, thị trấn Than Uyên, chỉnh trang khu 10, thị trấn Than Uyên, dự án chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất đấu giá, tái định cư và phát triển kinh tế xã hội khu 8, thị trấn Than Uyên. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện đã lập quy hoạch sử dụng đất cấp thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tại buổi làm việc, huyện Than Uyên kiến nghị với đoàn có ý kiến với cơ quan thẩm quyền trung ương nghiên cứu sớm sửa đổi bổ sung luật đất đai năm 2013, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các luật triển khai thực hiện. Đối với tỉnh, cần bồi dưỡng nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ lực lượng công chức, viên chức, người tham gia công tác quy hoạch, thường xuyên theo dõi, tạo điều kiện thuận lợi để phương án quy hoạch, kế hoạch cấp huyện được thực hiện đảm bảo chỉ tiêu được phê duyệt. Các ý kiến tại buổi giám sát tập trung nội dung công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch, các tiêu chí để công nhận thị trấn Than Uyên thành đô thị loại 4, trách nhiệm tổ chức cá nhân tham gia vào quy hoạch nói chung và quy hoạch sử dụng đất nói riêng, chính sách về giá đất, đơn giá bồi thường của nhà nước. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh, đây là cuộc giám sát mới, khó, phức tạp. Nếu thực hiện quy hoạch tốt, thì định hướng phát triển kinh tế xã hội rất tốt. Huyện đã quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, có sự phối hợp chặt chẽ việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Cùng với đó, huyện cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, theo quy hoạch chung của tỉnh. Đối với cụm công nghiệp xã Phúc Than, tạo điều kiện về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và đầu tư, rà soát các tiêu chí nông thôn mới chuẩn bị triển khai chương trình xây dựng mục tiêu quốc gia về nông thôn mới năm 2022, quan tâm đời sống người dân trong vùng quy hoạch. Trước đó, đoàn giám sát đã kiểm tra quy hoạch cụm công nghiệp Phúc Than, quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng khu vực dân cư 5A, 7B, thị trấn Than Uyên. Thưa quý vị và các bạn, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, sáng 21 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Mường Tè vừa tổ chức khai mạc kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21 bằng hình thức trực tuyến với 14 điểm cầu của các xã thị trấn trên địa bàn. Kỳ họp đánh giá năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và nhiều sự kiện quan trọng khác trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát trở lại gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống của người dân. Với phương châm chống dịch như chống giặc, vừa ổn định sản xuất, phát triển kinh tế, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt trên 4.500 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 18.000 tấn, tổng đàn gia súc đạt gần 37.000 con, tăng trên 1.000 con. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 65,7%. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí. Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cơ bản được duy trì ổn định. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện đồng bộ. Huyện đã thực hiện sáp nhập 2 đơn vị trường thành 1, tỷ lệ trường đạt chuẩn đạt 46,2%, số trường học kiên cố bán kiên cố đạt 94%. Công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện, triển khai có hiệu quả. Trong năm đã khám và chữa bệnh cho gần 80.000 lượt người. Huyện cũng đã tiến hành tiêm vaccine được trên 52.300 liều. Lĩnh vực quốc phòng an ninh cơ bản được duy trì và giữ vững. Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2022, huyện cũng đã đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu như thu nhập bình quân đầu người đạt 25,87 triệu đồng một người một năm, thu ngân sách trên địa bàn đạt 62,25 tỷ đồng, sản lượng lương thực có hạt đạt trên 17.600 tấn, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt 6%, trồng mới 550 ha rừng các loại, duy trì 10 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo 5,01%, giải quyết việc làm cho 670 lao động. Thưa quý vị, trong các ngày từ 18 đến 20 tháng 12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ PU Lai Châu, Hiệp hội Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức chương trình Farm Trip Chinh phục đỉnh Putaleng năm 2021. Thông qua chương trình Farm Trip đã làm nổi bật thêm tiềm năng thế mạnh khu vực đỉnh Putaleng, tạo tiền đề để giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lai Châu tổ chức đưa vào khai thác, phát triển hiệu quả sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm, chinh phục đỉnh Putaleng.
qua đó giới thiệu quảng bá vẻ đẹp đỉnh Putaleng và sức hấp dẫn của hành trình leo núi đến đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo hiệu ứng tích cực, thu hút các tổ chức cá nhân doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn huyện Tam Đường nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung. Đoàn tham gia chinh phục đỉnh Putaleng năm nay có 37 thành viên, thực hiện hành trình leo núi Putaleng trong 2 ngày 1 đêm. Putaleng sở hữu cung đường leo dài, địa hình dốc đứng, nhiều nguy hiểm, đòi hỏi đoàn trekking phải di chuyển chậm, chắc chắn để đảm bảo an toàn. Núi Putaleng hay còn được người Mông gọi là Pú Tả Leng. Đây là ngọn núi nằm ở địa phận xã Tả Leng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, với độ cao 3.049m so với mực nước biển, là ngọn núi cao thứ hai của Đông Dương. Putaleng sở hữu vẻ đẹp hoang sơ. Nơi đây có hệ thống rừng nguyên sinh, thảm thực vật, động vật phong phú, đa dạng, được bảo tồn nguyên vẹn. Sau 2 ngày chinh phục thành công đỉnh Putaleng, đoàn farm trip đã trở về thành phố Lai Châu an toàn, kết thúc hành trình leo núi với nhiều cảm xúc đắm say cùng núi rừng thiên nhiên hùng vĩ. Thưa quý vị, hiện nay Nậm Nhùn vẫn còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội. Một trong những hướng đi để thúc đẩy phát triển đó là khuyến khích tạo điều kiện tốt nhất để thành lập và thúc đẩy các hợp tác xã trên địa bàn huyện. Kinh tế tập thể có phát triển thì đời sống của người dân mới được nâng lên về mọi mặt. Trong thời gian qua, cùng với thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế của huyện ngày càng phát triển, thì giải pháp được Nậm Nhùn chú trọng đó là tạo mọi điều kiện và khuyến khích việc thành lập các hợp tác xã nông lâm nghiệp của huyện phát triển đa dạng. Hiện nay, trên địa bàn của huyện có 20 hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, chiếm trên 91% tổng số hợp tác xã của huyện. Mặc dù mới manh nha bước đầu, quy mô hoạt động còn nhỏ lẻ, manh mún, thế nhưng đã phần nào góp phần cùng với huyện tạo nên sự thay đổi đáng kể. Từ năm 2017 cho đến nay, các hợp tác xã đã đóng góp vào ngân sách nhà nước của huyện trên 558 triệu đồng. Bên cạnh đó, các hợp tác xã cũng tạo việc làm, thu nhập ổn định cho các thành viên và người dân của địa phương. Các cơ quan chuyên môn chúng ta phải kết nối để tiêu thụ được cái sản phẩm cho các hợp tác xã, các doanh nghiệp, xây dựng cái sản phẩm ô cốp theo cái lộ trình các cơ quan và quản lý nhà nước của chúng ta cũng phải xông xáo vào cái việc này, giúp cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã là tiếp cận được cái nguồn vốn, quảng bá sản phẩm và đặc biệt là ứng dụng hay công nghệ hiện nay tiên tiến ở từng cái loại sản phẩm. Hôm nay chúng ta bắt đầu bước cái bước chân đầu tiên thì chắc chắn sẽ có bước chân thứ hai, đặt đến cái bậc thềm thứ hai. Và nếu bước chân này chúng ta chắc chắn đấy, thì các cái bước tiếp theo của chúng ta nó sẽ chắc chắn hơn và nó sẽ mau lẹ hơn. Trên cơ sở các chính sách hỗ trợ hợp tác xã phát triển của Trung ương, của tỉnh, huyện Nậm Nhùn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện, giúp các hợp tác xã tiếp cận các chính sách hỗ trợ một cách sớm nhất để giúp hợp tác xã phát triển về quy mô, số lượng và là đòn bẩy để hướng tới xây dựng các sản phẩm ô cốp. Phòng đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện tập trung một số cái nội dung cụ thể. Thứ nhất là cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện là thành lập cái ban chỉ đạo để chỉ đạo thực hiện cái đề án, nghị quyết chính sách của tỉnh, gồm cái nghị quyết 03, nghị quyết 05 của tỉnh ủy, nghị quyết số 12, nghị quyết số 13 của hội đồng nhân dân tỉnh và nghị quyết số 07-08 hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 để nhằm thống nhất chỉ đạo và phối hợp lồng ghép để thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp. Thì đã thành lập các cái tổ chuyên môn liên ngành để giúp ban chỉ đạo cấp huyện kịp thời tham mưu và tháo gỡ những khó khăn tại cơ sở cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân khi thực hiện các cái chính sách và xây dựng kế hoạch chi tiết 5 năm và hàng năm, trong đó xác định cụ thể về phát triển sản phẩm, quy mô địa điểm và hạ tầng kết nối phục vụ sản xuất, giao thông, rồi là các cái từng vùng sản phẩm theo địa cả cơ sở, bố trí nguồn nhân lực để mở rộng quy mô sản xuất. Định hướng trong thời gian tới tiếp tục khuyến khích phát triển các ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng và phát triển kinh tế tập thể. Trong đó hình thức hợp tác xã là nòng cốt, nhất là hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, để các hợp tác xã tiếp tục phát triển thì cần có hướng đi, hướng dẫn để sớm tiếp cận các chính sách hỗ trợ, đồng thời tăng cường hơn nữa, gặp gỡ, trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc cho hợp tác xã. Đấy, chúng tôi cũng muốn là xin tiếp theo về hướng dẫn về cái thủ tục chi tiết về đăng ký sản phẩm ô cốp này, cao và trà này, đăng ký và các cái thủ tục được hỗ trợ, ví dụ như là xưởng hay là nhãn mác hay các thứ, thì chúng tôi cũng
cũng muốn là có một cái văn bản chi tiết để hướng dẫn từ mục 1 bắt đầu từ đâu, chỉnh cho phòng nông nghiệp trước hay là bên ví dụ trồng rừng thì chỉnh cho phòng nông nghiệp trước hay bên rừng trước, bắt đầu từ bước 1 thì muốn là viện ra một cái văn bản cụ thể chung cho tất cả các hợp tác xã để các hợp tác xã sẽ cứ thế theo cái từ để chúng tôi không phải đi lại lại hay là nó vướng mắc nhiều lần nữa. Ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng thì chính bản thân các hợp tác xã cũng cần chủ động xây dựng lộ trình, hướng đi cụ thể, tìm hiểu và tiếp cận các chính sách hỗ trợ, không nên quá trông chờ vào sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn trong việc tiếp cận chính sách, đầu ra cho sản phẩm và quảng bá sản phẩm. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ đầu năm đến nay, công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản của huyện Phong Thổ được triển khai thuận lợi. Có được kết quả này, Ban Quản lý Dự án huyện đã thực hiện các bước giải ngân theo đúng tinh thần chỉ đạo của các bộ ngành trung ương và của tỉnh. Do đó, hầu hết các nguồn vốn đều tập trung sử dụng cho các công trình chuyển tiếp, trả nợ khối lượng của các năm trước, các công trình trọng điểm thực hiện theo chương trình mục tiêu nghị quyết của tỉnh ủy, các dự án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai cấp bách ở địa phương. Công trình bổ sung cơ sở vật chất trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, khởi công vào đầu quý 2 năm 2021, được xây dựng với số vốn khoảng 9 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên diện tích 390m2, với thiết kế bao gồm 13 phòng chức năng. Đến nay, công trình đã đạt được trên 40% tiến độ thi công và đã giải ngân được trên 1,9 tỷ, đạt trên 20%. Bên doanh nghiệp của tôi cũng như bản thân tôi đã đôn đốc anh em làm việc hiệu quả, an toàn, cũng đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình. Từ đó thì tại thì công trình cũng đã hoàn thành được 40% tiến độ và cũng đã được bên nhà nước giải ngân là 1,9 tỷ tương đương với 20% tổng mức đầu tư của công trình. Trong thời gian tới thì các doanh nghiệp chúng tôi thì cũng sẽ cố gắng để đôn đốc anh em làm để đảm bảo tiến độ cho công trình cũng như chất lượng để đưa công trình vào sử dụng một cách sớm nhất. Năm 2021, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Phong Thổ được giao quản lý và triển khai thực hiện 5 nguồn vốn, với tổng số vốn được giao trên 87,5 tỷ đồng. Đến thời điểm này, số vốn giải ngân được trên 66,2 tỷ đồng, đạt hơn 76% kế hoạch. Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn xây dựng cơ bản của huyện, từ nay đến hết năm 2021, Ban Quản lý Dự án huyện Phong Thổ tiếp tục tập trung, tổ chức thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng một cách khoa học, tăng cường công tác quản lý đầu tư, kiểm tra giám sát trước khi chuẩn bị đầu tư. Trong quá trình thi công, nghiêm túc thực hiện các bước thủ tục đầu tư đúng luật định, quản lý chặt chẽ mọi nguồn vốn, tránh để thất thoát lãng phí, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động xây dựng cơ bản. Tổng số các công trình sử dụng vốn đầu tư công được giao trong năm 2020 kéo dài và năm 2021 42 công trình, tổng số kế hoạch vốn được giao là 87 tỷ 562 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân 66 tỷ 276 triệu, đạt kế hoạch 76%. Và thì báo cáo là cái tình hình thời tiết năm nay thì nó cũng diễn biến là phức tạp và mưa thường xuyên nên là cũng gây khó khăn cho cái công tác thi công, nhất là các tuyến đường. Chúng tôi thường xuyên là đốc thúc các đơn vị thi công để tranh thủ cái thời tiết khi mà nắng ráo, là tranh thủ là tập trung nhân lực máy móc để thực hiện. Nên là cho đến thời điểm này thì còn một tháng nữa thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng là đạt cái kế hoạch đã đề ra để giải ngân hết cái nguồn vốn trong kế hoạch được giao. Để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn năm 2021, đối với những nhà thầu thi công xây dựng, chỉ xem xét cho tham dự thầu đối với các công trình phù hợp với khả năng tài chính, phương tiện, máy móc thi công và cán bộ kỹ thuật chuyên ngành theo quy định của từng loại công trình. Không chỉ định thầu đối với các nhà thầu không đủ năng lực thực tế. Tăng cường công tác quản lý thi công, cử cán bộ của đơn vị tích cực kiểm tra hiện trường, giám sát thi công thường xuyên, đồng thời đôn đốc các đơn vị thi công phải đảm bảo về tiến độ chất lượng, khối lượng theo cam kết với chủ đầu tư. Phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn xây dựng cơ bản và kế hoạch tỉnh giao. Trong năm 2021, huyện Nậm Nhùn đã bố trí di chuyển 43 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn, trong đó có 38 hộ dân ở xã Nậm Hàng, 2 hộ dân ở xã Hua Bum, 1 hộ dân ở xã Nậm Ban, 1 hộ dân ở xã Nậm Manh và 1 hộ ở xã Mường Mô.
Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn cũng đã chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện về cơ sở hạ tầng và phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tiến hành bốc thăm chia lô tại các dự án sắp xếp dân cư của bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng và thực hiện khởi công thi công dự án sắp xếp dân cư của bản Nậm Vời, xã Nậm Pì. Thực hiện kế hoạch chăn nuôi, đặc biệt là phát triển đàn gia súc, năm 2021, huyện Tam Đường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trong khối nông nghiệp tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đầu tư mở rộng chuồng trại chăn nuôi. Trong đó tập trung phát triển đàn đại gia súc, đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ người dân xây dựng các khu chuồng trại chăn nuôi gia súc tập trung theo quy mô lớn. Bên cạnh đó cũng vận động nhân dân chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, nhất là đàn lợn. Trong năm 2021, huyện Tam Đường đã hỗ trợ xây dựng chuồng trại cho 136 hộ với tổng số tiền 1,49 tỷ đồng. Đến nay, tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện có 32.136 con, trong đó đàn trâu là 7.136 con, đàn bò là 200 con, đàn ngựa 564 con và đàn lợn 24.800 con. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc năm 2021 đạt 6%. Các thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.